Không chỉ làm nông nghiệp theo cách truyền thống, hiện nay nhiều người dân đã mạnh dạng đầu tư hướng đi mới, trong đó có mô hình trồng rau kết hợp nuôi cá theo phương pháp aquaponics. Đây là mô hình khép kín tuần hoàn tận dụng lợi ích của rau và cá theo cơ chế cộng sinh. Giống là kiến trúc sư nhưng có niềm đam mê đặc biệt với nông nghiệp, anh Trần Minh Sang, ngụ tại xã An Lục Long, huyện Châu Thành, đã dành khoảng đất rộng hơn 3.500 m2 để đầu tư cơ sở vật chất, phát triển mô hình trồng rau thủy canh kết hợp nuôi cá, hay còn gọi là mô hình aquaponics. Cùng với những ưu điểm về năng suất, mô hình này không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên thân thiện với môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện khu vườn của anh Sang ưu tiên trồng những giống ngắn ngày cho thu hoạch liên tục như rau cải, xà lách, cà chua, mỗi ngày cung cấp cho thị trường hơn 250 kg rau các loại. Tín hiệu vui là một số sản phẩm rau tại đây được chứng nhận ô cốp 3 sao cấp quyền. Bắt cái nước đó là mình 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 nuôi cá, nuôi cá xong cái mình lấy cái qua một quy trình vi, vi sinh. Từ vi sinh đó nó sẽ phân hủy qua thành phân hữu cơ. Phân hữu cơ đó nó sẽ chuyển qua cái hệ thống rau. Khi rau nó hấp thụ hết cái dinh dưỡng rồi của của phân cá rồi thì nước nó sẽ quay về nó phục vụ ra cho con cá cái nguồn rau thì nó khoảng 70 phần trăm thu nhập rau 30 phần trăm là thu nhập từ cá cá thì khoảng 4 đến 6 tháng rồi mình ra một đợt còn rau thì trong một chu kỳ nó khoảng 30 tháng nhưng mà mỗi mỗi ngày thì mình có thu hoạch từ lúc mình gieo từ cây con đó, cho tới cái cây bự này là nó khoảng 35 ngày không muốn thì mình nhấn nhân rộng mô hình này ra để cho người ta cùng làm để ai cũng có ăn rau sạch hiện giờ ô Cớp mình đang đăng ký bốn loại cải dúng cải thì cải ngồng với lại cải ngọt sau này là mở rộng diện tích ra nữa thì mình sẽ thêm nhiều chủng loại rau thực hiện mô hình aquaponics cá và rau được nuôi trồng trong cùng một hệ tuần hoàn nhờ sự tham gia của vi khuẩn có lợi sẽ biến đổi nước thải từ bể thủy sản thành chất dinh dưỡng hữu cơ phù hợp cho cây trồng phát triển mô hình này đã mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tạo ra nguồn nông sản sạch cung ứng cho thị trường